Vâng, thưa quý vị và bạn, chắc hẳn các bạn còn nhớ rằng có một cái chương trình mình đã mời Phó giáo sư tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc của trường Đại học Bách khoa Hà Nội lên chia sẻ về giá trị và tác dụng rất là lớn của những cái động cơ hybrid, mà cụ thể là dòng động cơ hybrid trên chiếc Toyota Corolla Cross. Và bằng những cái bằng chứng khoa học, máy đo độ chính xác cao dùng trong cái công tác nghiên cứu để chế tạo ra những chiếc xe, thì chúng ta đã có những cái kết quả vô cùng thuyết phục, đúng không ạ? Và cái giá trị thực sự nếu mà quy đổi ra thì nó rất lớn về mặt hiệu quả kinh tế, về mặt thân thiện với môi trường, và đặc biệt là giá trị mang lại cho người sử dụng trong các cái điều kiện hoạt động khác nhau đối với động cơ hybrid. Khi mà bạn dừng xong bạn bắt đầu đi, và bắt đầu chuyển động thì lúc đó là động cơ điện dạ. phát ra chứ không phải động cơ xăng. Đây, bây giờ mình sẽ thử luôn, thử đúng luôn. là 2 giây mình bắt đầu Vâng. bỏ Đấy. à, thì nó rất là êm, rất đúng là không? êm. Đó. Và ở đây thực ra mà nói, đây là cái trải nghiệm của xe điện. Chúng ta đi chế độ vừa rồi là xe điện. Dạ vâng. Đấy, chứ không phải xe động cơ đốt trong. Vâng. Đấy, tức là các bạn có được một cái trải nghiệm về xe điện. Tiếng rất là êm, tăng rất là mượt. Dạ. Đó là cái đặc thù của xe điện là như vậy. Vâng. Và ngày hôm nay thì mình lại xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng với mình trải nghiệm chiếc xe Toyota Corolla Altis bản HEV, cũng dùng cái động cơ hybrid. Và như các bạn đã thấy đấy, mình đang đi nhưng mà xe rất êm, bởi vì đang hoạt động ở chế độ EV, các bạn nhìn thấy trên màn hình. Khi mà chúng ta chỉ cần cần công suất, cần momen để tăng tốc, động cơ điện xăng đóng vào ngay, và chúng ta sẽ có được cái khả năng tăng tốc tốt hơn nhờ sự kết hợp giữa động cơ điện và động cơ xăng. Nhưng cái điều khác biệt to lớn nhất đối với những chiếc xe hybrid và plug-in hybrid hoặc là xe điện, là xe EV thuần điện đấy ạ, là không cần yêu cầu một cái hạ tầng trạm sạc phụ, mà ở đây động cơ hybrid của Toyota dùng chính động cơ xăng sạc cho động cơ điện, và động cơ điện có năng lượng vào tích tụ vào pin rồi lại cung cấp lại cho động cơ xăng trong một số các cái điều kiện hoạt động. Và cái giá trị chúng ta nhận lại được đầu tiên, đấy là mức tiêu thụ nhiên liệu. Thưa quý vị và các bạn, mức tiêu thụ nhiên liệu đối với cái dòng xe Toyota Hybrid nói chung, như cái bản Cross ấy, thì nó dao động từ khoảng hơn 3 lít đến hơn 4 lít tùy theo điều kiện. Chúng ta đo lúc ấy đã được lưu trữ vào máy tính. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các phần mềm chuyên dụng để Vâng. xử lý máy tính. Các bạn sẽ thấy đây là chúng ta đã khởi động máy và hiển thị đây. Các kết quả sẽ được xuất ra dưới dạng đồ thị như này. Mặc dù rất là phức tạp, các bạn có thể thấy. Vâng. Nhưng sau này thì chúng ta sẽ bóc tách ra. Các bạn đợi tôi một chút để tôi xử lý, tôi bóc tách và chúng ta sẽ có một cái kết quả nhanh chóng cuối cùng mà chúng ta đang quan tâm. Vâng. Thứ nhất là cái kết quả lượng tiêu thụ nhiên liệu trong cái quãng đường đi vừa rồi giữa hai xe, thì chúng ta sẽ thấy ngay kết quả của cái xe động cơ đốt trong nó là 7,95 lít trên 100 cây. Còn đối với cái xe này của Vâng. chúng ta, nó là 4,21 lít trên 100 cây. Đấy là cái đầu tiên thì kết quả về tính kinh tế nhiên liệu giữa Dạ. hai xe, chúng ta sẽ thấy hiệu quả Vâng. xấp xỉ 50%. Và đối với Toyota Corolla Altis này thì cũng tùy theo điều kiện, nó cũng tương tự như vậy. Và con số là mình hay tư vấn cho các bạn bè, nếu mà bạn đi trong phố thì khoảng 4 lít, 4 lít hơn một chút. Còn đi đường trường thì chắc là cũng chỉ 3x lít thôi. Và đó, và sau khi bạn bè mình mua thì cũng có chia sẻ lại với mình, ồ đúng là như vậy, rất là tiết kiệm. Và như vậy trong thời điểm bây giờ giá xăng đang 30.000 rồi, sát 30.000 rồi, thì như vậy là mình tiết kiệm được một nửa, rất là hay đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng hay một cái là bạn cũng không phải đau đầu về cái việc là đang đi đâu lại phải check cái điểm sạc ở kia có không này, ngày mai đi lên núi này, ngày kia đi xuống biển này, trước về quê này, rồi lại vào khách sạn này xem có cái điểm chạm sạc không. Thì đấy là cái giá trị của cái động cơ hybrid trên các dòng xe của Toyota. Thực ra cái thành công của động cơ hybrid trên Toyota đã khẳng định trên toàn thế giới rồi. Bây giờ ví dụ như mình đang đi này, mình dừng ở đèn đỏ thì các bạn sẽ thấy này, đấy, xe có phanh auto hold, điều hòa hoạt động nhạc nhẽo mọi thứ bình thường, thậm chí điều hòa mắt lịm luôn,
Đó, auto hold cũng thả ra. Được chưa? Đó, êm ái. Như vậy là tiết kiệm bởi vì đang dùng năng lượng từ từ pin mà. Để duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống điện, hệ thống điều hòa của xe. Đây, và mình nhẹ nhàng đi lên ạ. Êm ái chưa? Đấy. Nhưng có một cái điều hay ở trên cái xe hybrid của Toyota, và cụ thể là Toyota Corolla Altis ấy, thì nếu mà cái pin điện nó đủ năng lượng khoảng 80% thì bật cái EV này ở cái giải tốc độ thấp thì là xe có thể chạy với hoàn toàn là chế độ điện, nó rất là êm. Và các bạn sẽ thấy là cái giá trị của cái động cơ hybrid khi mà kết hợp giữa một cái động cơ xăng, cụ thể ở đây là động cơ xăng 1.8 lít và một cái động cơ điện, thì bạn sẽ có được cái khả năng tăng tốc rất là tốt nếu mà bạn chuyển sang chế độ power. Lên rất nhanh. Lên nhanh. Rất nhanh. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Nhưng nó lại rất êm. Lên nhanh ở đây mình muốn nói là trong cùng phân khúc nha các bạn nhé. Đấy. Nó êm tại vì sao? Khi mà moment sinh ra từ động cơ điện thì nó đồng dạng với cái chân ga của bạn đạp. Nói một cách thuần túy ấy, có nghĩa là gì? Bạn đạp đến đâu lên đến đấy, nó không bị trễ, nó không bị lag như động cơ xăng, đúng không ạ? Và nếu như bạn nhìn vào cái đồng hồ vòng tua, đồng hồ công tơ mét này, thì chiếc xe này làm gì có đồng hồ vòng tua đâu ạ. Nếu như chiếc động cơ xăng thì bạn lúc nào cũng để nổ này, máy rình ở chế độ không tải là 7-8 nghìn này. Sau đấy bạn đạp lên này, vòng tua máy phải lên này, rồi mới quay lại sinh moment này, sinh công này. Oh no, động cơ điện là gì? Đạp đến đâu biết đến đấy. Động cơ điện là nó sinh công từ bắt đầu quay mà. Rồi, chế độ tăng tốc vừa vừa. Nếu có pin, đấy các bạn thấy không? Năng lượng pin vẫn còn. Bạn đi bằng điện đấy chứ, êm lắm. Nhưng khi cần tăng tốc này, đó, động cơ điện đóng vào thì bạn nghe rất rõ. Và tăng tốc nhanh nhờ kết hợp giữa moment của động cơ xăng, moment của động cơ điện. Moment của động cơ điện nó sinh cực nhanh, chính vì vậy nó lại êm, nó lại mượt. Nó không bị gì nào. Tăng tốc nhanh, đây, lên nhanh nhưng không bị hự này thì nó rất là mệt. Mình lái mình sướng nhưng người ngồi bên cạnh, người ngồi đằng sau say chết người luôn, đúng không ạ? Thì đấy là cái giá trị, một lần nữa mình khẳng định lại. Nhưng cũng chưa hết. Khi mà các bạn phanh là cái hệ thống thu hồi năng lượng đó thì nó lại nạp ngược lại cái pin và chúng ta lại có năng lượng. Chính vì vậy nó không bị tốn xăng và nó mang lại cái hiệu quả kinh tế về nhiên liệu, thưa quý vị và các bạn. Và cái con số thuyết phục khi mà mình chia sẻ các bạn này, nếu đừng nhìn vào chỉ số về mã lực nhé. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1.8 xăng, công suất là 97 mã lực và moment xoắn là 143 Nm. Nhưng động cơ điện lại sinh công là chỉ có 72 mã lực thôi. Nhưng moment xoắn lại tới lên 163, lớn hơn rất nhiều so với cái động cơ xăng. Chính vì vậy, đấy là cái khả năng tăng tốc nhanh nhưng êm mượt. Mình gọi là mượt mà êm ái, chân mình dính vào ga. Nói chung xe này mà đi ở tốc độ thấp, kiểu như đi tốc độ phố nhiều ấy, mình cứ giới hạn là khoảng 3, 40, 50 km/h, thì nhìn chung nó là thiên về cái sự nhẹ nhàng, êm ái đặc trưng. Cái thứ hai là cái tầm quan sát nó tốt, bởi vì kính lái, kính sườn nó rất là rộng. Đặc biệt này này các bạn này, cái phần gương nó đẩy lùi về phía sau, thế cho nên mình có thêm cái phần góc này để nhìn, còn cái góc nhìn bên phải nữa, đó, nó rất là thoáng. Còn thực ra là mình cũng thấy rằng là xe này nó có khả năng phanh êm, có thể do một cái thiết kế nó phù hợp với cái động cơ, với cái xe dùng động cơ hybrid, bởi vì nó có hệ thống thu hồi năng lượng nữa, phanh tái tạo năng lượng. Chính vì vậy là nó có một cái thiết kế cho nên mình cảm giác là phanh nó khá là êm. Còn đối với cái khả năng lái thể thao thì thực sự không phải là trên Altis, mà nó thiên về cái sự nhẹ nhàng và êm ái, bởi vì dù sao thì nó vẫn dùng cái cấu trúc khung gầm, cấu trúc hệ thống treo, vẫn trước là MacPherson, sau là treo độc lập đa điểm. Thì chính vì vậy nó thiên về cái tính kinh tế trong quá trình sử dụng, chúng ta sẽ không yêu cầu quá cao như những chiếc xe thể thao được.
khi mà xe này dùng động cơ điện thì phải có nguồn năng lượng, đấy là pin. Thì pin trên Toyota Corolla Altis lại đặt ở phía sau. Chính vì vậy cái việc bố trí trọng tâm, cái độ cân của xe nó sẽ tốt hơn. Bởi vì thông thường những chiếc xe như thế này thì do cái máy về nằm đặt phía trước mà dẫn động cầu trước, thì tất cả các chi tiết cơ khí là nặng thì nó nằm ở phía trước, nó dễ bị mất, đâu dễ bị lệch. Thì đây có tấm pin nó cân lại. Chính vì vậy khi mà mình chuyển làn ở các cái tốc độ thì nghe nó cân cái xe hơn, nó cân hơn những cái xe mà không được bố trí như vậy. Đấy. Cái thứ hai là cái độ cao của gầm của chiếc xe này này, mình thì đang đoán, mình đọc chỉ số là 149mm, nó cao hơn cái bản động cơ xăng thuần túy. Thì ở đây có thể là mình đoán là khả năng là do bố trí cái pin, cho nên là họ cũng bố trí cái gầm nó cao hơn một chút để bảo vệ cái pin. Đấy. Thì chúng ta có thể yêu, chúng ta có thể chưa yêu, yêu nhiều yêu ít tùy theo thẩm mỹ, sở thích của mỗi người. Nhưng dưới góc độ của mình thì mình nghĩ rằng nếu như ai đó hỏi mình thiết kế của Toyota Corolla Altis mới này như thế nào, thì mình nói rằng là cái phần đầu và cái phần đuôi là mình rất là thích. Bởi vì các cái đường nét các bạn nhìn nhé. Thứ nhất là cái form xe nó khỏe. Nó khỏe ở đâu ạ? Đây, phần vòm bánh này, nó vươn ra. Phần trên nó bước lại. Thì đây là cách thiết kế của những chiếc xe thể thao. Cái thứ hai là các cái đường nét, các cái đường gân trên nắp capo, tất cả nó đều tụ vào phần logo. Tức là cái đường nét nó rất là mạch lạc và nó sắc. Cái thứ ba là phần đèn. Đấy, phần đèn. Phần cản dưới, cản dưới thì mang phong cách của Camry. Có một chút mình hơi băn khoăn thôi. À xin lỗi, là cái đèn xi nhan kể cả trước lẫn sau thì nó hơi nhỏ, hơi ngắn một chút. Thì nếu như nó ăn cùng cái đèn daylight, nó chạy dài như kiểu phong cách của Lexus ấy, thì nó tạo thêm cái sự sang trọng hơn, chất hơn cho Corolla Altis mới này. Về trang bị an toàn thì chúng ta có thể thấy rằng Corolla Altis có hai cảm biến trước này. Phần mâm xe, các bạn sẽ thiết kế bộ mâm. Đấy, mâm phay, sơn phay. Mâm này là đẹp. Lốp sử dụng lốp Dunlop, lốp 225. Lốp này mình cũng muốn là tăng thêm một size nữa, thì nhìn cái xe nó sẽ khỏe hơn. Phần bên sườn thì thấy rằng cái phần đường viền mạ chrome thì là nửa trên. Đó, tỷ lệ kính rất là rộng. Mình thích phần này này. Và phần trụ bê này là đen bóng, thì nhìn xe nó sẽ sang hơn. Tuy nhiên ở đây thì có tay nắm cửa mạng chrome. Đó, cảnh báo điểm mù xi nhan trên gương. Gương thì được đẩy lui ra phía sau. Chính vì vậy có thêm được cái ô cửa kính đây này. Ở trong sẽ thoáng hơn. Đó. Về hệ thống treo thì đối với cấu hình của những chiếc xe trong phân khúc hạng C như Toyota Corolla Altis hoặc là Honda Civic hoặc là Mazda 3 hay là Kia Cerato, Kia K3, Hyundai Elantra thì hầu hết là sử dụng cấu trúc treo chung. Đấy chính là treo trước là MacPherson. Về treo sau ạ, thì là treo độc lập. Đấy, chính vì vậy chúng ta khi mà ngồi ở hàng ghế sau ấy sẽ êm hơn những cái hệ thống treo bán độc lập. Thì như quý vị các bạn đã thấy ấy, đây vẫn là những cái biểu tượng màu tròn màu xanh ở phía trong logo để chúng ta nhận biết được cả trước lẫn sau. Còn về thiết kế tổng thể phần đuôi thì cá nhân như mình thì đây là một thiết kế mang tính gọi là trung tính. Về phần đèn thì cũng vậy thôi, đèn LED này, đèn xi nhan này hơi bé một chút này. Phần này nếu mà chúng ta nhìn xa có một cái đường thì mình tưởng là đường chrome, tuy nhiên nhìn gần ấy, làm rất là khéo, đấy chính là phần nhựa nhìn xa lấp lánh hệt như chrome. Đây là sự khéo léo với một mức chi phí hợp lý nhưng vẫn đẹp. Về trang bị an toàn sẽ có 4 cảm biến khoảng cách ở cản dưới này và camera lùi. Chiếc xe này thì chưa có đá cốp. Và để mình xem nào, cốp là cốp mở, à cốp cơ. Đó. Nhưng tất cả những cái dòng xe của Nhật ấy, và đặc biệt là Toyota, họ hướng tới cái không gian sử dụng, thì bạn sẽ nhìn cái không gian này rất là rộng. Không gian cho gia đình, không gian cho mọi nhà. Đó. Về vật liệu thì trên mặt táp lô này, này thì phần này mình thích nha. Đấy, ngay cả cái những cái đường viền này, phần trim này nhìn đẹp. Nhưng phần này thì cái vân hơi to. Mình muốn là cái màu này nó màu, một là màu nâu da bò, chìm chìm một chút. Đấy, cái thứ hai là cái vân nó nhìn trông xịn hơn, nhựa mềm thôi. Thì nhìn cái không gian xe nó cũng đẹp hơn. Đó, về ghế da đây các bạn nhìn. Đấy, da có đục lỗ này. Đó. Và da cũng rất là mềm, phối hai màu. Đấy, nếu như đây, cái màu da này đưa vào đây thì mình nghĩ là sẽ rất là ok. Đúng không ạ? Mềm mại. Và phần này này là cũng là sơn đen piano này, nhựa đen piano này, điều hòa là hai vùng độc lập này. Dual này. Để mình xem nào. Vô lăng này. Đầy đủ nhá. Hệ thống điều khiển audio bên này nhá.
Và quan trọng là có TSS, hệ thống hỗ trợ lái an toàn cao cấp. Menu mình để trong này. Màn hình phía sau mình sẽ để nổ lại để các bạn có thể thấy được. Đó. Màn hình giữa là khoảng 7 inch. Màn hình kỹ thuật số đa phanh. Để nổ nhưng êm do, bởi vì đang chạy động cơ điện ạ. Về tiện ích để mình xem là ghế lái là điều khiển điện này. Đó, có bơm lưng này. À, cái bơm lưng này hay nhá. Da mềm, nỉ mềm. Ngồi tương đối là êm. Nói chung là trong tầm tiền như vậy là rất ok. Hay là toàn bộ gương là gương gập điện nhá. Và bốn cửa kính sườn đều là một chạm. Một chạm. Lên xuống đến một chạm. Cửa sau là cũng hết luôn. Một chạm này. Một chạm này. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ thấy rằng Toyota Corolla Altis có màn hình HUD kính lái HUD với thông tin đầy đủ rõ ràng, và quan trọng là cái kích cỡ chữ phông nó rất là lớn, dễ nhìn, đúng tầm mắt. Người Nhật làm rất tỉ mỉ và cẩn thận. Về không gian ở hàng ghế sau và tiện ích ở hàng ghế sau. Đây, mình đóng cửa lại. Rồi. Tức là cái khoảng chống đầu này. Đấy, mình ngồi. Còn như thế này, khoảng rưỡi chân phía trước. Đây là mình không thay đổi cái vị trí lái của mình. Mình lái ngồi khá là xa. Đó. Còn như này. Nhìn chung là phân khúc hạng C. Như thế này là ok. Tuy nhiên có một điểm. Mình rất muốn là cái phần lưng ghế này nó có độ ngả tốt hơn một chút nữa. Mình muốn người ngồi ngả hơn ra một chút nữa như thế này này. Đó. Về trang bị tiện ích xem nào. Đối với phân khúc xe hạng C thì cũng không đòi hỏi được quá nhiều. Nó có cửa gió điều hòa phía sau. Và hệ thống điều hòa hoạt động trên các dòng xe Toyota thì rất là hiệu quả. Đối với bản Toyota Corolla Altis bản HEV mà có cái tùy chọn màu nội thất như thế này thì nhìn về mắt thẩm mỹ rất là đẹp. Tuy nhiên những cái màu da mà có phần da mà màu trắng kem sữa này thì chúng ta phải rất giữ gìn, bởi vì nó rất là dễ bẩn. Thì bây giờ các cái hóa chất rồi cái quy trình chăm sóc xe nó cũng rất là tốt rồi. Thì các bạn nếu mà dùng thì nên lưu ý cái phần đó. Tí tay này, hay khay để nước. Nhưng Toyota thường có những cái trang bị rất hay. Nhỏ nhỏ thôi, nhưng đấy lại là điểm nhấn. Đây ạ, cái phần rèm chắn nắng của cửa kính sau. Đó, chúng ta thường hay quan tâm đến trang bị hàng ghế trước nhưng mà hàng ghế sau rất quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta đi gọi là đi ngược hướng mặt trời á, đi về hướng mặt trời ấy. Nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta đi mà bị mặt trời mùa hè mà dọi thẳng vào phía sau ấy thì nó rất là phần nóng phần này. Đó. Có thêm một cái tấm rèm này cũng hay, dán một loại phim tốt ở ngoài nữa thì cái hiệu quả cách nhiệt nó cũng tốt hơn rất là nhiều. Quan trọng là không bị bỏng cái. Tựa đầu hai ghế ở đây thì không có. Mình thử ngồi ở hàng ghế giữa xem. Hàng ghế giữa này thì ngồi gần ok, trẻ con ngồi ok, nhưng người lớn mà ngồi đi xa thì hơi khó chịu. Cấu hình này 4 chỗ ok, hợp lý. Sàn khá là phẳng. Nhìn chung không gian là rộng các bạn ạ. Xe Nhật thì vẫn thiên về không gian. Đó. Nhưng mà trên mẫu xe này mình đã đánh giá rất cao cái hệ thống TSS. Thứ nhất ý, là hỗ trợ giữa làn đường, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữa làn đường. Phía trước là chiếc xe Cross kia có. Rồi, thứ hai là mình hay chia sẻ là hệ thống giám sát khoảng cách. Nó gọi là Adaptive Cruise Control. Thì mình có thể bật ngay ở đây và cài đặt ngay tốc độ. Ví dụ xe Cross phía trước đang chạy ở một cái tốc độ nào đấy, nhưng mà mình cài ở đây. Màn hình các bạn nhìn là mình sẽ cài tốc độ 100 cao nhất cho phép. Được chưa? Rồi, mình bỏ chân ga ra, cũng không cần phanh. Đấy, thì mình sẽ chạy theo tốc độ xe phía trước. Đấy là cái giá trị thứ hai. Với cái tính năng như thế này thì phải nói là rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng trên cao tốc, thưa quý vị và bạn. Phải khẳng định là như vậy. Bạn dùng thêm cái hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn nữa. Ba cái yếu tố này nó bảo đảm cho bạn tăng cái khả năng an toàn, đặc biệt là chạy trên cao tốc. Lý do tại sao? Bạn chạy một quãng đường dài, đôi khi bạn mệt mỏi thì bạn thả lỏng người ra. Có chiếc xe phía trước đi theo rất là yên tâm. Hoặc nếu như không có xe phía trước, bạn xin nhan, xe sẽ tự động lên như thế này ạ. Đây ạ, nó tự động kéo lên này, xe vẫn bò này. Đấy. Ok, lên. Tiếp theo, điều gì sẽ xảy ra? Nếu như có xe phía trước, điều gì sẽ xảy ra thưa quý vị và các bạn?
những chiếc xe đang chạy chậm, liệu chúng ta có phải phanh không, liệu chúng ta có phải giảm tốc không, có không ạ? Đó, xe sẽ tự phanh giảm tốc độ, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cả trên đồng hồ công các bạn sẽ thấy công đi phía trước. Như vậy là nó hỗ trợ chúng ta. Nếu chúng ta có hơi mệt một chút, hãy thả lỏng nhé. Hãy thả lỏng là khi đó bạn sẽ tỉnh, người bạn không mệt. Sự mệt mỏi từ đầu óc nó còn mệt mỏi hơn thân thể, thực sự là vậy. Đấy là giá trị. Rồi, chiếc xe này có cảnh báo điểm mù. Đấy, các bạn nhìn này, cảnh báo điểm mù đấy, xe đi vào vùng mù là có luôn. Rồi, tiếp theo có giám sát absolute, thưa quý vị và các bạn. Tiếp theo nữa, một tính năng thông minh nữa, đấy chính là đèn auto high beam low beam, tự động bật khi gặp trời tối, mình để chế độ auto, tự động chiếu xa, chiếu gần. Đấy, nếu như gặp xe phía trước, hạ phá xuống. Nếu như không có xe phía trước, bật lên để cung cấp cho bạn cái tầm nhìn tốt nhất đi trong đêm. Thì đấy là cái giá trị của các cái hệ thống an toàn, mà cụ thể là hệ thống hỗ trợ lái an toàn Toyota Safety Sense thứ hai này. Yếu tố nữa là nhìn chung là đối với những chiếc xe Nhật ấy, thì mình vẫn chia sẻ rằng là cái chạy ở trên những cái đường cao tốc như thế này, cái trải nghiệm lái thể thao ấy, thì nó sẽ cũng không phải là thiên về đấy đâu, và cũng không phải là gọi là lái thể thao. Kể cả những chiếc xe mệnh danh thể thao mà đến từ Nhật trong phân khúc như này này, nó cũng chưa thể đạt cái yếu tố thể thao được. Một cái yếu tố mình thấy rất hay là đối với Toyota Corolla Altis này ấy, sử dụng cái số CVT nhưng dùng với cái động cơ hybrid này, nó rất hay. Bởi vì do cái moment xoắn và của cái động cơ điện nó sinh ra rất nhanh và rất sớm. Chính vì vậy khi mà mình như thế này, mình cần chuyển làn, mình tăng tốc đột ngột này này. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái độ ồn do cái hộp số CVT nó thấp, cái độ ồn của động cơ nó cũng thấp hơn. Và đấy là cái chia sẻ của mình sau 2 ngày cầm lái chiếc xe Toyota Corolla Altis bản mới sử dụng cái động cơ hybrid này. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.